Tin chính thức, giao thừa năm nay không có pháo hoa nên các tỉnh thành phố trên cả nước đã chuẩn bị để người dân đón thời khắc linh thiêng của một năm mới thật trọn vẹn và ý nghĩa. Với thành phố Hồ Chí Minh, các sân khấu về quận, huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu cho biết, năm nay thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức nâng cấp các loại hình vui chơi giải trí để phục vụ người dân dịp Tết. Cụ thể trong khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có các hoạt động của đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, đường đèn, các con đường đang được trang trí ánh sáng nghệ thuật. Do Tết năm nay không bắn pháo hoa, các sân khấu nghệ thuật cũng có chủ trương rời về biểu diễn tại các quận, huyện nên đường hoa Nguyễn Huệ sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng thu hút khách tham quan và người dân đến chơi Tết tại khu vực trung tâm, đặc biệt là đêm giao thừa. Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khác với mọi năm đêm giao thừa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sân khấu ở khu vực trung tâm, thì năm nay các sân khấu được chuyển về các quận, huyện, nhất là các khu vực ngoại thành có tổng 63 sân khấu diễn phân bổ ở 14 quận, huyện. Đặc biệt là trong đêm 30 và mùng 1 Tết sẽ có 10 suất diễn của lực lượng chuyên nghiệp về biểu diễn tại các quận, huyện. Trong số này có những người chương trình được truyền hình trực tiếp. Trong số này có những chương trình được truyền hình trực tiếp. Mùng 5 Tết là có lễ hội Đống Đa tổ chức ở Trung đoàn Gia Định. Mùng 7 Tết có chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng ngày thành lập Đảng và công viên tượng đài ở Bác Hồ. Tại Hà Nội, trình chiếu hình ảnh pháo hoa, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, trong thời khắc giao thừa Tết Đinh Dậu, thành phố đã chuẩn bị một chương trình dựng sẵn kéo dài 5 phút. Có thể đếm ngược giây và đúng thời khắc giao thừa là hình ảnh bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ được trình chiếu. Riêng với các chương trình nghệ thuật lớn của thành phố được tổ chức trong đêm giao thừa, tại tất cả các điểm diễn văn hóa nghệ thuật có gắn đèn màn hình LED, như khu vực nhà hát lớn, Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ, điểm biểu diễn nghệ thuật ở Tây Hồ, Hà Đông. Tại các điểm này đều trình chiếu các chương trình đón pháo hoa giao thừa, trong đó có đếm ngược sau 30 giây. Sau đó, đúng 0 giờ là hình ảnh bắn pháo hoa, hình ảnh bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ được trình chiếu. Ông Động cho biết thêm, đối với các cơ sở thờ tự, tôn giáo, vào đêm giao thừa, từng đơn vị có thể thỉnh chuông, báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới. Còn ở tại Huế, các chùa cử 3 hồi chuông trống. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết chương trình nghệ thuật chính tại quảng trường Ngọ Môn, Huế, đón Tết như mọi năm vào đúng thời khắc giao thừa sẽ có một tiết mục trống. Tỉnh cũng đang cân nhắc phương án cho sáng bừng lên để báo hiệu thời khắc đêm giao thừa. Ông Cao cho hay đã vận động được các chùa và nhà thờ trên địa bàn tỉnh gióng hồi chuông trong thời khắc giao năm mới. Theo Đại Đức Thích Không Nhiên, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, trong thời khắc giao thừa toàn bộ các ngôi chùa và niệm Phật đường ở Huế đều phải cử 3 hồi chuông, trống, bát nhã, làm lễ đón giao thừa và cũng là lễ vía Đức Phật Di Lặc đản sinh. Tây Nam Bộ thì có một cách đón Tết vô cùng độc đáo, đó là nghe đờn ca tài tử, cải lương, múa lân. Theo ông Nguyễn Đức Đàm, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong đêm giao thừa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật tại đường Hoa Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Từ 21 giờ đến giao thừa, đặc biệt người dân sẽ được thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử do chính các nghệ dân của tỉnh biểu diễn tại sân khấu trên đường Hoa Hùng Vương. Trong lúc chờ đến thời khắc giao thừa, tại tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh đã cho biết bàn giao đoàn cải lương, nhân dân Kiên Giang chủ trì tổ chức các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân đến đêm giao thừa. Các địa phương còn lại cho trung tâm văn hóa của các địa phương mình tổ chức với tinh thần chung là lựa chọn các tiết mục văn nghệ vui tươi, ca ngợi quê hương đất nước. Trong khi đó, tại các tỉnh Bạc Liêu sẽ triển khai các hoạt động múa lân phục vụ người dân khi không bắn pháo hoa. Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, cũng như mọi năm, tại quảng trường Hùng Vương sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới từ 20 giờ đến 22 giờ. Được chương trình trực tiếp, nhưng năm nay khoảng trống 2 giờ tới, thời khắc giao thừa sẽ là các hoạt động biểu diễn múa lân, dự kiến sẽ kéo dài 30 phút, sau đó người dân tiếp tục các hoạt động thưởng lãm tại quảng trường chờ giao thừa.